Chào em, chào bác nhé. Tiếp tục thì hôm nay hàng về đó, hàng về em nhé. Còn hôm nay về được một con bao Acufay, còn như là đậu karaoke ha, men vàng mít mới về hết luôn, lô hôm về bán hết rồi. Hôm nay về dòng tiếp tục cho em ha. Trước tiên là vàng DB của Tích ca 330 rồ ha. Đấy, 330 rồ, con này thì quá quen với anh em rồi. 330 rồ, 350 rồ thì giống nhau, giá nó trên nhau có 20.000, nên công ty giao cũng vậy anh em nha. Đó, 3 triệu ha. Con này thì có đầy đủ tính năng như em không quảng cáo rồi. Gần như những con vang cơ, em gọi vang cơ thì không có lay số, chỉnh tay hết mà. Vang cơ ở đây đó, tính năng là giống nhau hoàn toàn, gần nhau, nó chỉ khác về thiết kế anh em nha, và khác nhau cái hãng. Đó. Gutin, đây Gutin 5X ha, hôm nay lên mẫu mới rất đẹp. 330 rồ, giá nó vẫn là 3 triệu đồng anh em nha, 3 triệu đồng ha. Bao ship cho nè. Đó. Hôm nay vừa được ba con, em lấy là dài dài cái hết, lấy tiếp, lấy nhiều quá ôm nặng vốn này, vậy lấy đủ hộ gì cũng nhiều rồi. Nó mới vang này, kể các tính năng anh em nha. Bluetooth nè. Cổng quang để anh em chơi về mã từ Smart TV xuống này. Là hai cái quan trọng anh em cần ha. Có delay, repeat nè, reverb, reverb time nè. Đó, bass mid step cho mic nè, và exciter tức là tăng độ nhảy nè. Bass mid step cho music, có thể cho nhạc ha. Thì nó là giống như là một cái equalizer anh em nha. Đấy, đó. Ha, rất là ok. Đối với DB của Tích hoặc là Gutin thì quá ok rồi. Đó. Và hôm nay là mẫu Gutin. Gutin cao cấp. Khá là ok, đó là Brabus 5FX. Hôm nay lên mẫu thùng mới, còn nguyên chim chưa khui ha. Đó, rất là đẹp. Giá là 3 triệu 6 anh em nha. 3 triệu 6 Gutin. Đấy. Cũng đầy đủ tính năng như thế này. Cũng như thế này. Em đi sẽ đi vang trước. Rồi. Ở đây vang CAVS ha. CAVS mẫu này bán cũng khá là ok, tiếng rất là hay. Nó là cái mẫu phía dưới đó anh em nha, mẫu nằm ngang đó. Nãy mà tính năng nó giống nhau, gần như nhau, nhưng mà cái CAVS này thì nó cái dãy nó rộng hơn, có nghĩa là cái music của nó là nguyên một equalizer 6-7 cần và mid cũng là 7 cần luôn, cho nên ta chỉnh chuyên sâu hơn một chút. Bluetooth 5.0 DSP ha. Đó. Đây em nha, đây là CAVS ha. Đó, giá nó cũng vậy thôi anh em nha. Đó. Còn cái mẫu va mic của DB của Tích K4000 thì quá ok rồi anh em. Trong cái tầm thấp tầm tiền mà 3 triệu một bộ hai tay mic rất là trắng trắng như thế này, em này ca rất là hay rồi. Đó, hôm nay về tiếp K4000 hai bộ này. Và một bộ cao cấp VIP của DB của Tích. Đó là DB 650 Pro. Anh em thấy cái màn hình nó VIP chưa? Hai màn hai tay mic rất là khủng á. Rồi chuyên sự kiện luôn anh em nhé. Và giá của cái bộ hai tay mic này là 6 triệu rưỡi anh em nha. Đó, 6 triệu rưỡi. Này rất là hay, tuyệt vời luôn. Cái mic bass nó rất là dày, tiếng mic anh em nha, rất là dày dặn luôn. Con này nè. Đó. Và thấp hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có mic của DB Cotic 550 Plus ha. 550 Plus nè. 550 Plus anh em nha. Đó, con này cũng khá là hay. 550 Plus nè. Giá em này là 4 triệu rưỡi anh em nha. Không, rất là nhiều dạng, nhiều đồng tiền cho anh em chơi. Đó, máy mít nè, máy mít đẹp không? Quá ok ha. Đó, tài luôn luôn có chống lăn cho em, theo dây 6 ly chống lăn ha. Nguồn hai ta hai cái anten, và đây là đầu thu đây. Rất đẹp. Rồi 4,5 triệu ha. Rồi van CVS thì là cũng 3 triệu anh em, 3 triệu ha. Và mít CVS ha, mít CVS cũng giá nó là 2,9 triệu nè. Mít của CVS là 2,9 triệu nè. Chung là CVS giờ cũng nổi tiếng lắm nha anh em. Đấy, 2,9 triệu nè. Nó y như là cái mít của thằng DB Cotic 3 triệu. Khác nhau cái màu. Rất là đẹp. Đầu rất đẹp. Đầu này bóng á. Còn DB Cotic thì nó mờ. Này nó bóng. Rất đẹp. Đấy. Anh em làm bộ ha. Ví dụ anh em mua một bộ mít viên cây vàng. Con này 3 triệu. Con này 2,9 triệu. Anh em lấy bộ em bớt 200. Là 100.000 cái đó, là một cặp nha. Còn lẻ thì em không bớt ha. Em lấy cặp là em bớt 200. Rồi. Đấy, cái này 2,9 triệu nha em nha. Mic của CAVS 2,9 triệu nè. Một cái mẫu của một cái thương hiệu cũng cao cấp. Rất hay. Size 1U, 1,5U. Đó anh em nha. Con này là Bingo Line, Size 1 cái đồ màn hình to.
cũng đầy đủ các cái tính năng. Nó mã của nó là K9000S, size dày đẹp lắm em. Con này em gắn trong cái lo kẹo á, lo kẹo 3 bát của em á, tiếng rất là hay nha, rất hay luôn. Mà giá thì nó quá ok cho em chơi. Giá công ty con này hình như là 4 triệu, giá hiện tại shop em có 3 triệu, cũng như mấy con này thôi. Nhưng mà size nó dày, nó dày dặn lắm. Em lấy xuống cái này nè, size rất là dày, chất rất là chất cái này nha. Nó rẻ hơn, lý do này biết không, không có, chưa thương hiệu, chưa có nổi lắm thôi, nhưng mà chính hãng mà, bảo hành là hàng chính hãng em nha. Mã vạch luôn, mà cào luôn nè, quét mã luôn nè, đầy đủ em nha, hàng chính hãng nha. Đó, rất đẹp. Nói chung là nhôm phay thiết kế rất là dày nên em, dày rất là dày, rất là đẹp. Đó, em test ok hết rồi, hôm nay nhập bán cho anh em nè. Rắc sau này em thấy rắc sau rất đẹp không? Đẹp kinh khủng luôn. Chân vàng luôn chứ không có chơi ba cái chân trắng nữa ha. Đó. Đẹp không? Có đường súp lao nè, đường ra 1 ra 2 nè, súp ao đường thường nè, rồi đường ao rất là xa nè. Có coaxial nè, optical nè, bluetooth nè, AUX 1 2 nè. Đó. Thấy không? Đấy, rất là đẹp. Dày dặn nặng. Đó, size 1.5U. À, 1.5U, còn những cái con này là size 1U. Đó, size 1U. Anh em nha. Mà giá nó cũng có cũng có 3 triệu anh em nha. Đó. Tiếng rất là hay. Rồi. Với một cái mẫu mic tầm rẻ, tiếng hay. Lý do nó rẻ tại cái thương hiệu nó nổi chưa bằng DBA Cortex thôi. Nhưng mà chất lượng của em nó thì chưa chắc thua. Anh em thấy là cái cục adapter nó rất là to hơn rồi, thấy tiếng nó khá hơn rồi ha. Cái tai mic nè, đây tai mic cực kỳ luôn nè. Em khui ra cái này nè, chưa khui mà. Con này có mã là Bentley, cũng hàng công ty hết nha. Hàng công ty hết, em làm bây giờ là hàng công ty hết. Rồi, Professional Audio nè, thấy không. Đây, tai mic nè, đã lắm anh em. Rất đẹp luôn, KTV 550 LED nha. Đó, đây cái chuẩn này nữa, là có chuẩn này luôn em nha, giống như là của Sennheiser. Rồi, cái chuẩn này thì chống hú rất là tốt, nó giảm hú chứ mic không có chuyện là chống hú. Con này nó thiết kế để giảm bớt cái tần số hú nó lọt vào á. Đó ha. Đấy, rất là ok, rất đẹp. Nói về giá chỉ có 2.9 triệu thôi em nha, 2.900.000 cho cái bộ mic Bentley này. Đây mặt nạ nó này, rất là đẹp, thấy không. Là trong hai màn hình luôn. À, một màn hình ở đây anh em, đây là mã của nó ha, volume nè. Ồ hình như hai màn hình chứ một màn hình anh em. Em coi coi. Đó, rất là đẹp. Ở ngoài nó không quên nè. Bentley ha. Ở hàng chính hãng công ty luôn. Tất cả đều hàng công ty hết cho anh em chơi nha. Rồi thì đây là phần vang, phần mic anh nha. Có cái bộ này là hôm nay là VIP nhất ở đây ha. Mua về đây bên công tích nè, khui ra cho anh em nè. Anh em nào cao cấp tí thì chúng ta chơi bộ này. Nói thiệt anh em nha, em cũng đã từng bán mic bãi, mic xua xịn cao cấp luôn. Bây giờ không ít lấy nữa, anh biết lý do sao không? Giờ bên đây có nó xuống là mua mới quá rồi, nó cao quá. Mà nó cao quá thì chưa chắc chất lượng bằng mấy em này nha. Xài đồ mới luôn. Đây anh em, đây cái tay mic 650 rồi. Cái màu y chang như cái con 2.9 luôn. Đó, đây nó không thương hiệu thôi nha. Nhưng mà khác, anh em biết khác gì không? Khác cái đầu. Đấy, cái đầu mic đấy. Rất là chất lượng, tai nhựa nè, dòng rồ ha. 650 rồ, khá là cao cấp. Một bộ 6.5 triệu mà. Hai tay, nhưng mà bao em xài tiếng không hay không bằng tiền luôn. Mic dày lắm, phê luôn. Màn hình nè, hai bên nè. Hai bên màn hình riêng biệt nè. Con này thì nó nặng rồi. Đấy. Ha. Đó, con này K4000 quá quen anh em ạ. K4000 đây. K4000 nó nằm trên đây. Ha. Đó. Rồi, anh em có thể chọn combo, có nghĩa là chúng ta lấy vang và mic lấy mic K4000 với con 330 quá ok. Em thiệt cỡ anh em cỡ này mà anh em biết chỉnh thôi. Anh em biết chỉnh thôi, thấy em chỉnh không? Ca rất là nhẹ nhàng, mặc dù em ca dở. Tiếng rất là nhẹ, không có mệt. Giảm hú rít rất là nhiều. Đây là những cái vang mà em sẽ giới thiệu cho anh em là vang cơ. Còn vang số em vẫn bán vang số bình thường, vẫn đi setup cho khách hàng bình thường anh em nha. Đó, mà đặc biệt nếu mà như JBL KX180 thì cái hàng đó hàng nhái rất nhiều nha. Chú ý và lấy hàng công ty. Rồi, vậy thôi. Rồi, sản phẩm cuối cùng đó là một con Acufay. Con bao Acufay B5000. Một con có đèn full rất to. À, công suất lớn để chơi những cái dòng như thế này.
đó. Anh em muốn chơi lớn anh em chơi lớn, anh em không chơi lớn thì anh em chơi nhỏ vẫn bình thường, không ai cạn phản anh em á, là cạn anh em nha. Con này quá đẹp, con này công suất lớn mà, hai cái tụ lục nguồn nó bự hơn hai cái lon hay đi canh lùng anh em nha, hai cái tụ lục nguồn rất là to, tăng khô nó còn to. Nè tụi về nè anh em nha, đó khủng khiếp chưa, hai cái lựu đạn quá là to luôn, thêm một cái mệt nữa. Một vế của em nó là 12 sò nè, một vế nó nè, một kênh 12 sò và công suất nha, không có tính ba cái sò con vô làm gì anh em nha. Đó bên trong còn gần ché rất là đẹp, con này thì tuyệt vời rồi, không có gì để bàn à. Bên năm ngàn bán cũng khá là nhiều, rất là hay, đánh tay noi JBL BBK đồng hồ vuông siêu to ha. Công suất nguồn của em nó là 630W anh em nha, made in Japan, điện đang là 100V ha. Đây, rất đẹp. Rồi về giá thì em này giá bây giờ nó rất là tốt cho anh em chơi. Đó, giá chỉ có 80 triệu thôi nè, 80 triệu cho con bào ha, 4010 lấy ra nè, mở ốc sẵn chưa có làm clip cho anh em luôn. 4010 thì siêu đẹp rồi, thùng xốp siêu đẹp, dây nguồn khiển riêng Catalo nha. Em có đăng trên Zalo Facebook á, em rồi để xem cũng được, em chưa làm kịp tới. Đấy ha, B5000 chỉ 80 triệu thôi anh em nha, 80 triệu thôi, anh em nào yêu thì gọi ngay cho em ha. Rồi chào anh em, chào bác nha, yêu món nào alo món đó nha anh em bác nha. Đối với những cái con sản phẩm mà từ 3 triệu anh em lấy một lẻ một đơn là 3 triệu nè, em bao phí ship anh em nha, bao ship cọc ha. Còn anh em mà lấy nhiều nhiều trên 5 triệu cọc giùm em nha, cọc em 500.000. Đối với những cái vàng mít này em cọc giúp em 500.000 là ok, em cho lên được, bao ship cọc đối với vàng mít ha. Rồi chào anh em, chào các bác nha, yêu thì gọi ngay cho em để chúng ta sắm sửa cho anh em chơi Tết nha, giá rất là hợp lý luôn. Rồi